Thưa bà con, để thay đổi bầu không khí, xin mời bà con hãy hướng mắt nhìn về sân khấu xem một trích đoạn. Đây là lần đầu tiên em đến tham dự chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc lần thứ 8 tại miếu bà Năm Mẹ Ngũ Hành. Đó là nam nghệ sĩ trẻ Triệu Phiên Vị với trích đoạn Triệu Tử Long đoạt Âu Chúa. Xin cho chàng pháo tay để chào đón Triệu Phiên Vị. Giang tình binh chốn xa trường, trừ giặc ngoài bác bằng xương mau, chi nam nhi nào há sờn gan. Nhạc khi mới đồng chân tân